Chào mọi người nha, mình giới thiệu đến các bạn hấp uống Capsovia 1 phút Soria Platinum. Chết. Phủ lụa to tầm nhé. Đây là sản phẩm được nhập khẩu với công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Đình nhé. Ở đây có kem chống hàng giả của công ty Mỹ Đình Cô nhé. Hũ của nó như này, màu đen như này. Ở trên này thì các bạn rất khó để kênh được cái gọi là cái gì nhỉ? Đây, cái hạn sử dụng, cái lô sản xuất của các bạn nhìn thấy không? Bạn về xoay nghiêng nghiêng này nhé, các bạn sẽ nhìn thấy đây nhé, và đọc ngược lại cho mình nhé. Đối với sản phẩm Hàn Quốc rồi, hạn sử dụng đọc ngược lại. Đấy. Shop mình đảm bảo hàng chính hãng nhập của công ty nhé. Cái này rất khó đọc, các bạn mua về là rất khó để soi ra đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đây là hấp phủ lụa cho tầm nhá, 1 phút.